Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Dạ, ngày hôm nay thì bốn chị em tụi con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà đang có mặt tại thành phố Long Xuyên, đứng trước cửa tiệm, đó là tiệm Thời Hưng đó cô chú ơi. Thì trước đây mấy chị em tụi con cũng đã đến đây một lần để mà thay mặt cho Mạnh Thường Quân mua một cái chiếc máy cho ông Chính đó cô chú. Thì sau thời gian sử dụng thì ông Chính có nói là cái máy chạy rất là im luôn, cho nên là hôm nay thì mấy chị em tụi con quyết định lại xuống cửa tiệm này một lần nữa để mà mua một cái chiếc máy đến cho một người cũng rất là đặc biệt trong nhóm phụ nữ miền Tây luôn nha. Thì người đó là ai, bây giờ mình đếm 1, 2, 3 cái mình nói tên lên nha. Dạ rồi, 1, 2, 3 chú Năm. Dạ. Ồ, chú Năm có thấy bất ngờ không nè? Thì hôm nay mấy chị em dụ chú Năm đi xuống đây á cô chú, nói với anh Nhật là chở chú Năm xuống đây để đi coi máy giùm cho anh Nhật thôi, chứ không có biết là cái món quà này sẽ dành tặng rất là bất ngờ đến cho chú Năm luôn nha. Tại vì trong thời gian qua đó thì chú Năm cũng đã đồng hành với nhóm rất là lâu nè. Ở nhà thì chú Năm có cái công việc đó là làm rau nhút, cho nên là thường là phải dùng ghe để mà chở rau đi giao cho người ta đó cô chú. Dạ, thì ở đây là chiếc giỏ ở nhà đó là của người em của chú Năm đúng không chú Năm? Dạ, là của chú Ba Chung, cho nên là thường thì mình đi chiếc ghe của chú Ba đi giao rau thì nó cũng rất là bất tiện, cho nên là hôm nay thì được một vị Mạnh Thường Quân rất là yêu thương muốn tặng cái món quà bất ngờ để mà sắp tới thì cũng phục vụ cho cái công việc của chú Năm được thuận tiện hơn, có một cái chiếc máy để mà mình có thể di chuyển chở rau nhút đi giao cũng được, rồi chở đi bán cũng dễ dàng hơn nha cô chú ơi. Thì một vị Mạnh Thường Quân con xin được bật mí cho chú Năm biết, đó là anh Chánh Trần. Dạ, thì anh Chánh Trần sẽ gửi tặng đến cho chú Năm một cái chiếc máy để chú Năm có thể phục vụ tốt cho công việc của mình hơn, lo cho cuộc sống của gia đình. Chú Năm thấy sao nè? Dạ. Dạ thì chú Năm rất là bất ngờ, đang rất là cảm xúc luôn, không biết nói gì luôn cô chú ơi. Thì để chút xíu thì chú Năm suy nghĩ xem là sẽ nói gì với lại anh Chánh Trần nha. Bây giờ thì con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào cửa tiệm Thời Hưng để mà mình lựa chọn một cái chiếc máy thật là im cho chú Năm nha. Rồi mình đi thôi. Đi thôi chú Năm ơi. Rồi nay thì anh Nhật sẽ đi theo để mà chọn tiếp chú Năm nha, xem là máy nào là im nha. Dạ con chào chú Tư. Chào cái máy mà của lớn á. Bây giờ đi vòng cho chú Tư tư vấn ha. Này 50 rưỡi cô chú tư vấn. Cái này là máy gì chú Tư? Này là Honda của Nhật gấp Thái Lan, thấy không? Honda của Nhật. Ngày này 50 rưỡi nè. 50 rưỡi là nhiêu chú Tư? Này 5,5 triệu. 5,5 triệu. Còn này là 6,5 triệu là 5,7 triệu. Cái này 5,7 triệu ngay nha. Còn này cút xéo. Này cút xéo nó 7,9 triệu. Là xéo là ngay là cái gì chú Tư? Cút xéo thì nó có bộ nhông làm sao? Tốt không? Nằm ngay giữa luôn. Ngay là nó nằm giữa đây. Là nằm đây giữa ha. Cút xéo nó mắc hơn. Cái này là 5,5 triệu, 6,5 triệu. Dạ. Con này là 13 ngựa. Ồ, 13 ngựa là máy này mới bự luôn ha. Máy này là giống máy đợt rồi mình mua không? Đúng rồi, nó mới ra. Là cái này là nhà cút ngay hay xéo chú Tư? Cái này nó có hai loại. Cái này là cút ngay. Con này luôn đó. Cái này là gọi là cái gì, cái cốt hả? Cốt là để gắn cái lắp vô hả? Con này là xéo nè. Cái này là xéo. Cái này là cái nào nó mắc hơn? Cái này nó mắc hơn. Cái này là nó 12,6 triệu, còn này nó tới 15,4 triệu. Với là xéo là nó rẻ hơn ngay. Cút ngay nó rẻ hơn cút xéo. Ngay nó rẻ hơn xéo. Nó có chuyện nhông sẵn. Cái này nó có chuyện nhăn sẵn. Còn cái này mắc về làm nhông. Nó gì đó. Nhưng mà làm cũng dễ không chút? Dễ. Máy này là chạy bằng xăng. Chạy bằng xăng. Dạ. Đây là cái Honda Nhật. Con này là tốt nhất rồi. Không có nào. Honda Nhật ha. Cái này là Honda Nhật gấp Thái Lan. Cái này là chạy một cái ha là về tới Long Xuyên cũng được luôn không? Tới Châu Thành, tới Long Xuyên gì cũng được, quá im luôn. Chú Năm thấy cái nào chú Năm? Cái này bảo hành 12 tháng. 12 tháng ha. Dạ, Honda này bảo hành 12 tháng hết. Hành 12 tháng. Đâu mình bưng ra đây mình coi thử cái đụng chút. Đây mình vô đây lựa nè ngăn ơi, chị Ba ơi, chị Nhàn ơi. Vô đây lựa máy nha. Vô chị Ba. Hàng đó là hàng tốt nhất. Dạ chú nói. Dạ cái này là cũng giống cái của ông Chính đợt rồi phải không? Ông Chính à. Cho em mấy cái này được không?
này cũng được, đây mình chạy tới lui cũng nhẹ nhàng. Bây giờ nếu chịu này thì lấy cái thùng ra, phui cái thùng ra. Ôi, đập thùng luôn. Đập thùng hả chú à? Vậy mình đập thùng luôn hả chú Nam? Đập thùng luôn. Rồi. Vậy mình đem ra ngoài đi chú, rồi mình khui cho nó dễ. Mình đem ra ngoài đi hết chú Tư, khiên ra ha. Đây đây đây, anh con khiên ra cho. Có lỗ không? Có cái lỗ. Rồi, mình khiên ra ngoài đây nha. Con đi trước. Rồi. Wow, quá bự luôn. Cái này nữa sao trả về ta? Ôm. Ôm được có cái gì hả? Cái này kiền. Kiền chạy xe đó. Kiền lại. Kiền. Wow, là mới hàng hoàn toàn luôn á chú Tư. Mới thùng hoàn toàn hết. Đập hộp hết nha. Nè chú Nam, đập hộp với chú Nam. Thần. Bốc siêu. Bốc ra ngoài luôn. Bốc ra ngoài luôn. Bây giờ chờ mà mượn chạy thử vòng luôn chú. Được. Rồi đảo lại. Im thì đây quay lại chết tiền, không được con đi luôn. Giật chạy vòng đi. Ủa mình giật thử được không chú? Được, cái máy này chưa cái có dầu nhớt gì trơn á. Bây giờ bộ đồ cái này là cái gì? Cái này nó đưa đây. Đâu? Đẩy cái bô lại cho nó ấm. Trời ơi, có ấm bô nữa hả? Nó vừa đó luôn. Chứ là cái gì? Này là phụ tôm ốc vít. Đó. Đồ ốc kia phải không? Cái này đâu có bạn gì. Cái này rồi chị đọc chị có hiểu không? Nè, cái này là chìa khóa nè chú Năm ơi. Có ai cái chìa khóa hả? Không gì đâu. Mấy chị mà đâu có hư đâu mà cho chìa khóa cho nhiều. Là chạy hoài không hư luôn. Hoài không hư luôn. Wow. Nãy chú nãy chú từng nói nhiều. Đó 12.600 bớt 100 cùng 2.500. Ôi ơi, phải bớt luôn cái lẻ rồi im biết bao bây nhiêu. Bây giờ nếu mà đồng ý mua thì đổ nhớ cái xăng vô thử máy cho coi. Dạ, vậy chú Năm thấy cái máy này sao chú Năm? Chú Năm có đồng ý cái máy này không? Có bảo hành 12 tháng. Đồng ý cái máy này, mua máy này đi. Đồng ý này ha, Ngân có đồng ý không? Đồng ý luôn. Rồi. Đồng ý thì đổ nhớt cái chị Nga với chị Ba đồng ý không? Đổ nhớt cho đi chú ơi. Mà chú ơi, anh nhật thêm không? Rồi mình mua máy mình có được máy đẹp lắm à. Đẹp gì không chú? Đúng rồi. Wow. Chú ơi. Nón áo gì không chú? Không có nón áo. Dép bọng gì đó. Nhưng mà chú ơi, con đi mấy người tặng mấy cuốn lịch thôi chú. Dép một gấp hết rồi chú ơi. Con nè. Ở đây bán máy chứ không có băng dép. Không thấy được. Thôi ơi. Bây giờ chỉ có hai ông phải không? Hai gáo hùng. Hai gáo hùng rồi. Trời ơi. Chị ra. Dạ bỏ ông ta ra men. Con cũng là nam gì nữa nè. Rồi cái cốt lá nè. Ở trong đây nè chú Năm. Bỏ đây phải không? Vậy bây giờ chú chế xăng vô thử nha. Quá đẹp luôn. Đẹp nè. Đẹp màu đỏ, trắng, đen. Bây giờ là mới có khác nè. Bây giờ là đổ xăng là chạy liền luôn. Dễ thiêu. Dọn dành. Dành. Giờ anh danh quyền dành. Dành mới vậy. Dành. Không mà nghe là chạy. Dành. Nó. Rồi. Cái bình tương xăng của chú không xịn nữa. Máy này về là bình đó đựng cá đi he. Về là mình không có gu đai nghe chú. Mà sao? Về là xài luôn chứ không có gu đai nghe. Gu đai là cái gì ta? Gu đai là gì chú? Gu đai là chạy cho nó lỏng máy đó, chạy tịt đó. Là chạy nhẹ nhẹ hoài đó. Chú Năm ơi, máy này về là chạy luôn chứ không có chạy nhẹ. Về là không có gu đai nghe chú. Bỏ gu đai. Ngày qua 2 ngày thay nhớt bỏ à. Dạ, nó rất tốt á. Không, xăng không à, không, giống như xe máy của mình vậy đó. Rồi nhưng mà phải chế nhớt lận cho nó bóng á, chạy nó im á. Nhưng mà không chế là chạy nó không có im. Không nhớt đeo được. Dạ, không có được luôn. Đó là mình tốt là chỉnh nha. Dạ. Nếu anh thay mới chạy rồi, anh thay mình chờ chỉnh nha. Mình chạy trong vòng bao lâu là mình thay nhớt một lần chút? Đầu đó rồi, anh chạy 2 ngày thôi. Còn lần sau thì chạy bằng 5 đến 6 lần xăng rồi đó, mới 2 lần. Chú ơi, ông đó nói gì ông đó? Chạy bắt đầu. Cái gì? Nói gì vậy? Ít nhiều thôi, ít nhiều thôi. Chứ người ta chạy nhiều thì từ 2 lít 2 lít được. Lít 2 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 lít 2
lần đầu á đi ăn thay chạy 2 ngày ăn thay à, thì ra là nhớt nó màu này mình chạy đâu quá nó mới đen hùi lùi chứ em tưởng là chơi em tưởng là nó đen hùi lùi chỗ nào cũng có nó nhớt mấy tiệm sửa xe á chú Năm thì gan nhớt chạy xe mình vậy đó cũng chạy cũng được chiếc xe và xe số đó nghe đừng cái tay ga dạ dạ đúng không dạ, dạ. Mua trang lít với kèm theo dạ, mua hai chai nếu mà anh này gieo con lít mấy bốn không chai nó con lít à lít 100 nghe chứ phải là dạ. Lít một tỷ nó là 1.100 ml chạy dạ, lít dạ, là 1.000 hai tử thì phải nhớt được rồi dạ ủa sao ban đầu chạy lít mà mình phải thay tại vì ra ba cái chất mạng kia rồi đó mà rồi đó cũng có mà thành lần nữa tốn giống nhau ra của mình đó mình kỳ sau này chạy lâu phải chỉ nào thấy nhớt đen thay dạ. Mình canh thì hay dạ. Đó mình theo là chủ yếu là nhớt thôi nhớt không chạy như kỹ thì máy lâu hơn dạ. Là tiếng nhớt cái này chắc chú biết xài rồi phải không có thoải mái rồi chưa chú xài qua nhiều quá thì cái này nó cũng như máy nhỏ thôi cái này là con tắc nè đó cái này là cái khóa xăng nè mình chạy rồi mình à. Không chạy mình khóa xăng này đây gì là khóa xăng nè nhớ tốt lên cài đó gì là mở dạ, xăng nè mở máy máy này phổ khóa còn này cái e thấy không nè e e e e cái này đóng e chỉ là dựng cái ống đóng e gì cái dựng chạy kịch kịch kéo đẩy quay gì là chạy được còn này cái ga nữa chạy quá mà đổ lít chạy vẫn được ha cho nó chạy nghe dạ dạ kéo nó lên nghe, ống dưới đít nghe. Dạ rồi. Rồi. Im gù ha. Đó, à, quả muốn thường. Rồi leo lên đi anh em ơi. Nha. Dạ. Xì khói. Xì khói. Xì khói. Xì khói lỗ tai. Dạ khói. Bây giờ vô hùng lại chút. Rồi. Một lít mốt là một lít ngàn mốt nha, chứ không dạ. Phải là một lít một sĩ nha. Dạ. Rồi, có bán thương chẳng tối về chứ năm vậy. Bạn chạy mới đổ nó chạy được thì anh thay ra cái máy mình còn rồi vậy chú thanh toán tiền cho con nghe chú Tư vô trong đó rồi chú chị ơi em mua cái máy Nhật đó chị mười mấy ngựa chị 13 ngựa ha dạ hết hồn đừng đi qua luôn đi rồi hả còn nữa dạ $12.500 đúng không chị đây anh muốn lập đây nè rồi phần quà với hai cái áo áo lấy đây dạ con cảm ơn chú để đâu chân một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai dạ 12.500.000 em gửi chị wow con cảm ơn chú trời ơi quá trời quà luôn rồi cô chú ơi rồi nữa là ai có cần máy móc thiết bị gì đó cô chú thì đến cửa hàng Thời Hưng nha ở đây thì mấy anh chị nhân viên với lại chú Tư rất là nhiệt tình luôn rồi tặng rất là nhiều quà Tết nè cho nhà của chú Năm luôn nè
Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Đây ở trong đây là phiếu bảo hành, con đã thanh toán xong cái phần tiền rồi. Thì máy này chú Năm mua là 12 triệu rưỡi đó cô chú. Đây đây là cái phiếu bảo hành. Còn đây là cái hóa đơn. Dạ đây. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hiện tại mấy chị em tụi con đã thay mặt cho anh Chánh Trần gửi tặng đến cho gia đình của chú Năm là một cái chiếc máy Nhật rất là im luôn. Bây giờ thì cảm xúc lúc này của chú Năm thế nào, chú Năm chia sẻ với lại anh Chánh Trần nha. Chú Năm được một cái máy này, chú Năm mà cũng như mình giao lao đó. Dạ. Mình cũng có mình sống sống gia đình cũng được hạnh phúc. Dạ. Chú Năm cũng cảm ơn cái chú Trần. Đó xin đã về rồi nhưng mà không có gì hơn mà phụ anh mới nó làm một chút chú Trần cũng nhiều cái gì vào. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú Nam. Rồi bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đi đâu đây thì chút xíu sẽ bật mí cho cô chú anh chị và các bạn biết nha. Còn bây giờ thì sẽ chở máy về nhà thôi. Bây giờ thì tiếp tục mấy chị em tụi con sẽ dẫn chú Nam vào để mà mình chọn lựa thêm một cái món quà bất ngờ thứ hai nha. Rồi mình đi thôi. Ở đây thì bán rất là nhiều giỏ luôn nha chú Năm nha. Chào ông chủ. Dạ. Ai. Wow, thiên đường luôn chú Năm ơi. Chú Năm thích loại nào? Cái này chắc phải nhờ ông chủ tư vấn. Tư vấn đi. Dạ, thường là mình chở rau nhúc là mấy tấn chú Năm? Chở mấy tấn rau à? Khoảng tấn rau đó anh. Mình đi tấn rau nữa, mình thề tấn rau mình thề loại khoảng 1 tấn 2 trở xuống là được. Này chạy đi trọng lượng được bao nhiêu? Cái này trọng lượng khoảng 1 tấn anh. Còn gỏi nặng rồi hơn 1 tấn thì sao ha? Hơn 1 tấn thì mình cũng có hơn 1 tấn. Phía bên đây này là chiếc này là khoảng mấy mét? Cái này là 7m9 nè. Còn chiếc bên đây? Bên đó nó cũng khoảng 1 tấn 2 nữa đó. Nhưng mà nó 8m1. 8m1. Wow, dài quá trời luôn nè. Vô đây nè chú Năm. Wow, chiếc này rộng quá nè. Cỡ 800 được ha. Dạ. Chú Năm leo thử chú Năm. Leo chú Trang. Leo vô coi nó vừa không? Chắc nó cứng ha. Cứng. Nè, con leo vô cho. Cái đó là cái đồ chỗ đựng đồ. Ừ, để đựng đồ. Rộng quá cảm. Cái này rộng. Mika. Rồi, lên đi chú Năm, bơi. Giờ để máy lên chạy xuống chạy thử cái đi. Giờ mình chưa có máy nha. Giờ mới để máy vô. Ở chiếc này rộng quá nè. Chiếc này rộng. Có máy kìa, chiếc máy đây rồi. Chạy vòng đi. Anh ơi, chiếc này là 8m1 như đây với em nha. 8m1. Dạ, giá sao vậy anh? 10 triệu em. 10 triệu. Còn chiếc bên đây? Chiếc đó nó cũng 10 triệu nữa nhưng mà 7m9. Nó lớn cái ngang, cái lái nó lớn bề ngang hơn. Bề ngang của nó là 1m05, còn cái này là bề ngang mình 1m. Yeah. Thành ra nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái đó nó trọng tải nó lớn, nó cũng ngang ngửa nhau. Nó bự bề ngang nhưng mà nó ngắn bề dài. Còn cái này có bề dài nhưng mà bề ngang nhỏ lại. Bóp cái đít này ha. Có bóp không chủ? Mua quà bớt đi ông ơi. Mình ở đây không, không. Vậy mình ở đây không thì mình có không. Tặng gì ông quà Tết rồi đó. Chọc ông chủ xíu thôi. Chú Năm thấy chiếc nào là hợp lý để mình chở rau? Chiếc này ha. Chiếc này là 8m1 chiều dài. Nó hơi dơm chút xíu cô chú, nữa mình đem xuống xong mình rửa lại rồi là sạch bóng lóng luôn. Đồ dạ đồ mới nhưng mà tại vì sao ông chủ? Ở đây bụi không chú? Mần tối ngày anh mần bẩn, mần cái mài thành ra bụi bặm dữ lắm. À cho nên nó hơi dơ vậy thôi. Mỗi lần anh mài gia đình hơi vô phòng trốn hết, không có mần, không có mần này được đâu. Dạ bụi. Vậy chú Năm chọn chiếc này ha. Vậy chú Năm quyết định chọn chiếc giỏ rất là đẹp luôn với lại chiều dài là 8m1 này nè cô chú. Có giá là 10 triệu đồng. Thì bây giờ nhờ ông chủ tính tiền cho chiếc giỏ này nha. Rồi. Rồi. Sao mình đem về được ha chú Năm? Mình gửi đây đi, mình mốt cái kia mình qua mình lấy. À mình qua mình lấy ha, vài bữa mình qua mình lấy. Thì cái máy mình chở về trước. Máy mình chở về trước, mình làm mình ráp. Dạ. Mình làm mình ráp rồi mình qua mình chở về. Dạ mình chở cái giỏ về sao? Dạ rồi, vậy ông chủ tính tiền nha. Rồi. Dạ. Dạ tính luôn không chủ, hay có bill gì không ông chủ? Giờ này phải ra bill một chút xíu mới tính tiền. Dạ, vậy ông chủ vô ghi ra nha.
Ê, vô đây coi, coi cái vỏ nè. Phát tài. Chạy xong là phát tài luôn. Phát luôn, vỏ đẹp đó. Cả mình dạ. Thấy nó bơ nói gì chứ mình cả nó đẹp. Nó mới chát à, nó tại bụi đóng. Còn hai này chiếc nào cũng bụi đóng hết trơn. Tại bụi đóng. Em để lên bờ lâu rồi. Bụi nó phải đóng mới chịu rồi, vừa mình cà rửa nó mới. Rồi mình qua đây đi chú Năm ơi. Dạ. Cái này bảo hành bao lâu chị? Cái này bảo hành cho mình 20 năm. Nhiêu chị? 20 năm. Trời ơi, bảo hành 20 năm lận chú Năm ơi. Trời biết kia như nào. Bảo hành tới 20 năm lận. Hú hồn chưa? Ngang có chồng mà nó lại con không ngang luôn. Lâu dữ vậy đó hả chị? Thôi, hết hồn luôn. Lỗi mà lỗi mà kỹ thuật thôi, coi như mình chạy ra chạm chịu. Ủa da nóng ngực quá. Bên mình bình thản không? Dạ đúng rồi chị. Chú tên gì? Dạ, giỏi văn dành. Chị mình có bảo hành 1 đến 1 không chị? Dạ không. Mình chỉ bảo hành lỗi kỹ thuật thôi. Nó lỗi cái đó sao chị? Hả? Mình, lỗi là cái gì á? Sụp hầm do người ta sản xuất á, lỗi nhà sản xuất á, thì cái đó người ta bảo hành cho mình sửa chữa miễn phí. Còn như mình xài da chạm cấn bể cái đó thì mình phải chịu. Mình chịu ha. Dành ha, dành ve. Mình chạy để dụng công sức bê sụp hầm máy, nói chung đúng lỗi kỹ thuật bảo hành 20 năm. Còn mà tai nạn cứ ngập cứng đá được chạm. Dạ bên còn luôn. Nói chung mấy cái đó thì cũng dễ, bể thì giá thôi chứ gì đâu, bể thì mua quá chất thì giá thôi. Cũng dễ làm mà. Mình không biết giá sao. Không có giá đem qua đây em giá. Đem qua đây em chủ giá. Dạ đúng, không? Đem qua đây giá em cũng phí. Rồi không qua đây mua em chỉ về giá cũng được, có cái gì. Vậy là 8m1 ha. Dạ. 4 triệu. Có tặng quà nha, tặng cho một cây dầm chứ cục thun nền với một cái hung như một cái ống dài xài giỏ si nắp á, có tặng gắn vô cái ống xài cho giỏ si lỡ cái 27 á. Còn như mình xài cái dàn cầu bằng sắt á thì cái đó mình chỉ để cục thun lên là mình chạy thôi, nó đã ẩm là sẵn cái ống trong đó rồi. À, cho anh xin số điện thoại chứ. Dạ. Chúng để xíu đi, xíu đi xíu đọc sau nha chị. Dạ. Cái này mình đưa đủ. Dạ em đưa đủ lên nè chị ơi. À đủ chị. Dạ cảm ơn chị nha. Rồi vậy là 2-3 ngày nữa mình làm cái lắp máy xong cái mình qua mình lấy cái vỏ mang về nghe chú Năm nha. Rồi bây giờ mình đứng vô vô cái vỏ đi. Vỏ này là của mình. Rồi chú Năm đứng bên đây đi. Đứng gì mình bo cua. Bo cua. Này em đứng đây nè. Rồi vậy là cảm xúc của chú Năm thấy lúc này như thế nào khi mà được anh Chánh Trần yêu thương nè tặng cho mình một cái máy rồi tặng thêm cho mình một cái vỏ lãi nữa để mà mình di chuyển mình thuận tiện cho cái công việc của mình sắp tới. Cảm ơn con. Nhưng mà dạ. Bây giờ về Chánh Trần bây giờ tặng cho anh này chiếc vỏ cái máy này về mình mặn xin chở con nhút đó. Dạ. Còn bán hàng ngày cuộc sống khi xả hàng ngày. Ngày đi tới bây giờ năm cũ mới anh cũng chúc anh Chánh Trần và giờ sức khỏe thành công trên công việc mà anh còn lợi như ý. Cảm ơn anh nhiều. Vỗ tay. Ông gung quá, ông sừng anh luôn rồi. Ôi chú Năm rất là gung lúc này luôn nha cô chú ơi. Đặc biệt là rất là cảm ơn tấm lòng của anh Chánh Trần. Thì là lúc này cảm xúc của Ngân thấy thế nào khi mà được anh Chánh Trần rất là yêu thương nè tặng cho ba của mình một cái món quà mà rất là ý nghĩa luôn. Ngày hôm nay thì thật sự em cũng rất là bất ngờ luôn anh Chánh Trần ơi. Và khi mà được thông báo cái tin đó là anh gửi tặng cho ba của em một cái máy cũng như là một cái vỏ lãi để mà sắp tới thì thuận tiện hơn trong quá trình mà vận chuyển cũng như là buôn bán giao cho gia đình.
thì thật sự em cũng rất là vui, rất là hạnh phúc luôn, không biết nói gì hơn ngoài gửi lời những cảm ơn chân thành đến tặng cho anh, cũng kính chúc cho anh và gia đình sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Trước thềm năm mới thì cũng kính chúc anh cũng như là các cô chú anh chị các bạn gần xa sẽ có được năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vạn sự tường ạ. Dạ, chúc cho anh Chính Trần luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ thì mấy chị em tụi con sẽ lấy thanh toán rồi đi về. Vài bữa thì sau khi mà hoàn thành xong chiếc vỏ lãi và máy thì sẽ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Rồi chú Năm ơi, bây giờ mình lại lấy cái phần hóa đơn. Đây cái hóa đơn bán hàng của mình ha. Dạ. Cái này là cái phiếu bảo hành của mình nè. Dạ, đây cái này là phiếu bảo hành của chú Năm này nha, giống như cái máy luôn. Còn này là hóa đơn là mình đã thanh toán ở đây là 10 triệu đồng mình nè cô chú. Chiếc vỏ lãi của chú Năm là chiều dài là 8m1. Rồi, đây chú Năm đây. Rồi. Rồi.